Thưa quý vị, ngày 17 tháng 3 năm 2023, thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả tại tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an thành phố Cẩm Phả vừa khởi tố thi hành lệnh bắt giam đối với ông Nguyễn Công Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cẩm Trung tại thành phố Cẩm Phả, để điều tra về hành vi nhận hối lộ liên quan đến bảo kê nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, liên quan đến việc các hộ dân lấn chiếm vịnh Bái Tử Long để nuôi trồng thủy sản trái phép, cuối tháng 9 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã khởi tố, bắt tạm giam 6 cán bộ đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Mở rộng điều tra vụ án, Công an thành phố Cẩm Phả đã khởi tố thi hành lệnh bắt giam đối với ông Nguyễn Công Thọ để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo thành phố Cẩm Phả cho biết địa phương này đang làm các thủ tục theo quy định về công tác đảng, chính quyền đối với ông Nguyễn Công Thọ. Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, từ tháng 8 năm 2022, các lực lượng chức năng của thành phố Cẩm Phả đã tổ chức ra quân xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long. Đến nay đã thực hiện tháo dỡ di dời 56 trên 77 hộ, trong đó di dời 100% là 22 hộ, di dời một phần là 34 hộ. Đáng chú ý, trong quá trình xử lý, cơ quan chức năng của thành phố Cẩm Phả đã phát hiện nhiều cán bộ của địa phương này tiếp tay cho các vi phạm nên đã chuyển cho cơ quan công an vào cuộc điều tra. Đến nay, 7 cán bộ nhân viên bị bắt giam đều thuộc đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố Cẩm Phả. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.